Chào mọi người, đã rất lâu rồi không gặp lại mọi người. Mình đã có những cái bài chia sẻ trên YouTube, ví dụ như là xem tướng mặt cho mọi người này, xem chỉ tay rồi này, và có rất nhiều bạn khán giả yêu cầu mình là hãy chia sẻ về xem nốt ruồi trên khuôn mặt hay là trên thân thể. Thì hôm nay cũng theo cái ý kiến số đông đó, mình sẽ chia sẻ một chút về xem nốt ruồi trên khuôn mặt nhé, để mọi người có thể biết đâu được những nốt ruồi tốt, nốt ruồi xấu. Đa phần hôm nay mình sẽ chia sẻ về những nốt ruồi phú quý trên khuôn mặt, đa phần là người nam, chứ người nữ chỉ khoảng 30% thôi. Đa phần nó phản ánh về người nam là chủ yếu. Vậy mọi người hãy lắng nghe nhé. Trước tiên thì ta thường có hai loại nốt ruồi chính. Mọi người biết đó là nốt ruồi đỏ son và nốt ruồi đen. Bình thường trong sách tướng pháp, kể cả về tướng pháp ở bên Việt Nam hay là bên Trung Hoa đều vậy, nốt ruồi son, ai mà có nốt ruồi đỏ son nằm trên ở bất cứ cái bộ vị nào ở khuôn mặt này, thân thể trên người này, đều gọi là nốt ruồi tốt. Nếu mà đỏ son mà lồi lên nữa thì rất là tốt. Vì thế mọi người hãy nhanh tay nhé, xem trên thân thể mình này có chỗ nào mà có nốt ruồi đỏ son, hãy tìm kiếm nhé. Đó, nốt ruồi phú quý đó, nó sẽ tốt. Còn nó tốt như thế nào nó sẽ tùy từng bộ vị. Xíu xíu nữa mình sẽ chỉ cho mọi người biết. Nốt ruồi thứ hai đó là nốt ruồi mang tính chất là đen. Đen thì có loại là đen hoặc hung đen. Tính chất của nốt ruồi đen thì nó cũng được gọi là tốt mà nó cũng được gọi là xấu, tùy nó nằm trên cái bộ vị nào của con người. Đấy, thì mình mới chia sẻ cho mọi người biết đó là hai loại nốt ruồi, đó là nốt ruồi đỏ son chủ về tốt, nằm trên bất cứ cơ thể, trên thân thể con người, khuôn mặt chỗ nào cũng gọi là tốt hết. Còn nốt ruồi đen thì nó còn tùy bộ vị. Rồi, ta sẽ bắt đầu với bộ vị đầu tiên trên khuôn mặt nhé. Mọi người hãy lắng nghe nhé, lắng nghe thật kỹ. Trước nhất mình sẽ giới thiệu về tai. Nếu ở trên cái vùng đây này, tai này, bên tai trên người ta gọi là thiên luân. Nếu mà có nốt ruồi thì nó sẽ chủ về thọ, có nghĩa là sẽ có cái tuổi thọ rất là cao đấy, tuổi thọ rất là lâu, cao. Đấy, là ví dụ này. Đấy, trên tai mình cũng rất là may mắn có một cái nốt ruồi ở trên tai. Người nào mà có nốt ruồi trên tai chủ về sống thọ và sống lâu, tóm lại là như thế. Và người nào mà có nốt ruồi ở Thùy Châu, mọi người hãy biết đây là cái Thùy Châu này, đây là gọi là Thùy Châu này, cái chỗ mà người ta hay đeo đeo khuyên tai đấy, người phụ nữ người hay đeo khuyên tai đấy, đây gọi là Thùy Châu. Nếu mà người nào mà có nốt ruồi đen, ví dụ nốt ruồi đen này này, mọi người nhìn thấy chưa, đấy nốt ruồi đen thì rất là tốt. Ở bên trái sẽ chủ về hiếu thuận với ba mẹ, mà còn ở bên phải sẽ chủ về thông minh. Nếu ở nằm ở vị trí Thủy Châu này, đấy, mình rất may có cả hai bên tai đều có nốt ruồi. Đấy, mọi người có thể nhìn vào đó để biết. Tiếp theo mình sẽ nói một cái bộ vị nữa, đó là liên quan đến lông mày. Kể cả nam và nữ, nếu mà trong lông mày này, trong cái lớp lông mày này có nốt ruồi, đỏ son cũng được mà đen cũng được, đều tốt, đều chủ về phú quý. Làm ra đồng tiền rất là dễ, kiếm một đồng tiền rất là dễ, không hề khó khăn gì cả. Đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, quý nhân phù trợ nhé. Tiếp theo nữa về vấn đề trên trán, nốt ruồi trên trán, bộ vị trên trán này này. Người nào mà có nốt ruồi nằm gần cái chân tóc này này, đấy, trên phần này này và trên phần này này, cả nam lẫn nữ luôn, thì chủ về khắc cha hoặc là khắc mẹ nhé, trái phải tùy bên, cả nam và nữ nữa. Tiếp theo ở trên trán nữa, cái bộ vị này đây, ở trên hai cái huyệt này đây, người ta gọi là, mọi người có thể nhìn cái chỗ mình chỉ nhé, để mà tự cân đối lên khuôn mặt của mình nhé. Đây, trên cái vị trí này ấy, ngoài vị trí này người ta gọi là dịch mã, cái cung dịch mã. Người nào ở trên cái cung dịch mã mà có nốt ruồi đấy, ví dụ ở đây có một nốt ruồi, đây có một nốt ruồi, chủ về đi xa rất bất lợi. Số người đó chỉ có làm việc ở quê hương thôi chứ không đi xa xứ được, cứ đi xa cũng lại chỉ trở về nhé. Mọi người hãy nhớ, ở trên cung dịch mã có xuất hiện nốt ruồi, cái bộ vị mình chỉ đây này, mọi người hãy tự ướm mà tự cân đối với khuôn mặt của mình nhé, là sẽ đi xa gặp nhiều bất lợi, chớ nên đi xa, đừng có đi xuất khẩu lao động hay đi quá xa nhà cửa đấy, xa cái nơi mình sinh đẻ ra, nếu mà đi xa quá làm ăn sẽ bất lợi, cũng trở về tay trắng thôi nhé. Và tiếp theo nữa, trên vị trí chỗ trán này này, trên đôi chân mày khoảng một phân, hơi một phân, ở cái khu vực này người ta gọi là xích dương, xích dương và cao quảng, xích dương và cao quảng, thì xếp trong tướng pháp đấy, người gọi là xích dương và cao quảng. Nếu mà có nốt ruồi ở đây thì được gọi là nốt ruồi đại phú đại quý,
Nếu mà là nốt ruồi đỏ son nữa thì có thể làm tướng lĩnh. Nếu mà làm người kinh doanh thì sẽ là một người thực sự giàu có. Mọi người hãy để ý nhé, người nào ở trong cái khu vực bộ vị này này, đấy, có nốt ruồi thì sẽ là người đại phú đại quý, giàu có nhiều tiền của, có nhiều đất đai, nắm nhiều quyền hành, nắm quyền sinh quyền sát trong tay nhé. Nếu mà là người làm trong cơ quan nhà nước, mọi người có thể để ý quan sát những vị tướng lĩnh này, những người lãnh đạo cấp cao này, những người tỷ phú này đều có những nốt ruồi nằm trên vị trí này. Mình sẽ nói một bộ vị tiếp, đó là trên mắt. Nếu người nào mà có nốt ruồi nằm ở bộ vị này, đấy, chính chỗ này này, đấy, bên này cũng vậy, nằm bộ vị này hoặc là trên cái phần mắt này đây này, đấy, trên phần mắt này, nếu mà được nốt ruồi son hay nốt ruồi thịt mà nổi lên đen nhánh hoặc là son đỏ, chủ rất là phú quý cũng là giàu có. Người này tính tình rất là nhanh nhẹn, hoạt bát, thích nghi với môi trường cực kỳ nhanh và có lòng quyết đoán. Đấy, quyết đoán nhé, mọi người hãy để ý nốt ruồi nằm ở vị trí trên mắt này, đấy, làm trên bộ vị này. Là những lời giải đoán mình vừa nói đấy. Còn nếu người nào cả nam lẫn nữ mà có nốt ruồi nằm ở dưới quầng mắt này này, đấy, đa phần người ta gọi là cung tử tức này, ở dưới quầng mắt này, khu vực này và khu vực này, chủ về trai khắc vợ, gái khắc chồng. Mình xem tử vi cho cả ngàn người rồi, coi đến nếu mà 10 người phụ nữ mà có nốt ruồi dưới mắt đây, khoảng 8 đến 9 người đa phần là khóc về chồng, suy nghĩ về chồng con, có thể là bỏ chồng, vợ chồng ly dị, vợ chồng chung sống không có hòa thuận, không có hạnh phúc nhé. Vì thế mọi người hãy lưu ý, nếu nốt ruồi nằm vị trí này, ở đây đa phần là vợ chồng, chủ về vợ chồng xung khắc hoặc có thể là bỏ nhau. Tiếp theo ta sẽ bàn về cái mũi. Mũi là bắt đầu từ cái điểm này này, giao nhau giữa hai mắt này, đấy, cái điểm này bắt đầu từ điểm này, gốc mũi đó là sơn căn. Đấy, sơn căn và niên thượng, sơn căn niên thượng nó khoảng tầm này khoảng 2 cm tùy mỗi người nhé, tùy người mũi dài hay mũi ngắn nhé. Đây mình khoảng từ đây, ví dụ đây sơn căn và niên thượng, người nào có nốt ruồi trên đây, nếu là con trai là chủ về khắc vợ đấy, con gái cũng chủ về khắc chồng, có nghĩa là vợ chồng hay xung khắc, hay cãi nhau này, hay gây lộn nhau này, thì sẽ có nốt ruồi ở trên bộ vị mũi này. Ở trên cái bộ vị tiếp theo đó là thọ thượng. Thọ thường là cái ở giữa mũi đây này, gần giữa mũi này, nếu mà có nốt ruồi xung quanh đây, thọ thượng đây này, chủ về hay dính chuyện pháp luật, quan tụng, có thể nhiều người nặng có thể dính cái chuyện lao tù luôn nhé, mọi người hãy cẩn thận và lưu ý. Nốt ruồi này cũng là xấu, nếu mà có nốt ruồi đây này nên tẩy đi nhé. Đấy, chỗ thọ thượng đây này nên tẩy đi. Và nốt ruồi nữa đó là nốt ruồi ở chuẩn đầu. Chuẩn đầu là cái đầu mũi đây này, chuẩn đầu được gọi là cung tài bạch nhé, cũng cung về tiền tiền tài. Cái nốt ruồi này cũng phải cẩn thận về đó là gươm đao, đánh nhau, ẩu đả nhé. Nhiều người xét tùy khuôn mặt, nhiều người nào mà có vẻ ngoài có vẻ là mặt ác độc đấy, nếu mà có nốt ruồi đây cũng người đó cũng hay làm điều ác, có thể là giết người, hành hung gây gổ với người khác. Nốt ruồi nằm trên chuẩn đầu là xấu. Nốt ruồi này cũng chủ về hao tiền nữa, bởi vì nó chuẩn đầu nó chủ về tiền tài mà, cũng hao tiền rất là nhiều, ra tiền rất là nhiều, không giữ được. Nhiều người có nốt ruồi trên đây sẽ có lúc phải đi phá sản, phá sản tiền của, làm được gây dựng một đống tiền lên rồi cũng phải phá sản hao tài đi hết. Một bộ vị tiếp theo đó là huyệt thái dương. Mọi người nhìn kỹ này, hai bên thái dương, người ta gọi là hai thái dương này này. Người nào mà có nốt ruồi bên thái dương sẽ chủ về có cùng số đào hoa, khắc vợ. Nam thì khắc vợ, gái thì khắc chồng, rất dễ xảy đến hôn nhân đổ vỡ nhé. Tùy theo cái độ đậm nhạt ở trên huyệt thái dương này nhé, và thì tùy theo cũng lá số tử vi nữa. Nhiều người cũng có huyệt cũng có nốt ruồi trên huyệt thái dương này, nhưng nó mờ, nó nhạt thì cái tỷ lệ mà là xung khắc nó cũng không cao. Nhưng người nào đậm nhé, đen đậm thì chủ về xung khắc rất là cao, có thể xảy ra đổ vỡ hôn nhân. Và đa phần những người phụ nữ nào mà có nốt ruồi trên huyệt thái dương chắc chắn 100% này là người phụ nữ hay ghen tuông, ghen lồng, ghen lộn nhé. Mọi người có thể để ý cái vấn đề này. Mình xem cho rất nhiều người rồi, khoảng cả đến 50 người phụ nữ thì khoảng đến tương 4 40 đến 45 người đa phần là có tính cách ghen tuông, còn 5 người chắc là họ không phải trả lời, chắc là họ giấu giếm nó thôi nhé. Nhưng tỷ lệ ghen tuông có đốt ruồi trên đây là chính xác. Và cái sự ghen tuông nó cũng thể hiện trên gò má nữa nhé. Mình sẽ nói qua gò má này. Nếu người nào phụ nữ mà trên gò má bắt đầu từ cái tai này, bắt đầu từ Thùy Châu này, đánh ngang qua đây, Thùy Châu này chạy ngang qua, đây là gọi cái khu gò má.
Nếu người phụ nữ nào trên gò má ở khu vực này Thủy Châu chạy ngang qua có nốt ruồi, chủ về hay ghen tuông đấy, cực kỳ ghen. Đây bên này cũng vậy, nữ nhá, đa phần là nữ thôi, còn nam ít lắm, có nốt ruồi ở bộ vị này, Thủy Châu chạy qua hay ghen tuông, ghen chồng ghen con đủ cả. Còn người nam mà có nốt ruồi cũng trên bộ vị gò má này, nếu làm quan chức nhà nước rất dễ mất chức như chơi, nếu mà đúng cái thời vận của trên cái gò má này tùy theo năm, rất dễ mất chức, rất dễ bị đồng nghiệp gièm pha, hại mình trong cậy bánh xe. Mình xem rất nhiều quan chức rồi, mình cũng quan sát trên báo đài, tất cả mọi người đăng lên đấy, cũng có rất nhiều vị quan trên gò má có nốt ruồi bị mất chức. Nó gọi là chủ về cung quan độc đấy, quyền hành đấy nhé. Nếu mà có nốt ruồi nó hãm ở đây là chủ cái quyền hành của mình sẽ bị ngăn chặn lại, bị đứng lại, mất quyền mất chức. Mà nãy giờ mình nói vội cái bộ vị mũi mà quên ở mắt, nó vẫn còn có một cái điều này nữa. Nếu người nào mà có nốt ruồi trong cái lòng trắng mắt này này, trong lòng trắng mắt bên trái bên phải cũng vậy, đa phần là người phụ nữ hay có, mình xem cho 100 người là cỡ khoảng lấy một hai người đều dính cái vấn đề này này, nốt ruồi ở trong cái lòng trắng này, đa phần là người phụ nữ thôi nhé. Thì trong lòng hay buồn về chuyện gia đình, chuyện chồng, chuyện con, hay phải lo lắng cho chồng cho con, suy tư nhiều, khóc nhiều. Đó là bản chất của cái nốt ruồi trong con người mắt ở gần cái lòng trắng này này. Đa phần phụ nữ nhé, hay khóc nhiều, suy nghĩ nhiều về chồng, về con. Có thể chồng con dính vào tệ nạn xã hội hay sa đọa gì đó, phải khóc nhiều. Bộ vị tiếp theo mình muốn nói nữa là đó là cái nhân trung. Nhân trung là nó sẽ xuất phát từ bắt đầu cuối mũi này này, chạm môi này, có phần nó lõm xuống này này, được gọi là nhân trung. Người nào có nốt ruồi ở trên nhân trung, trên đây này, chủ về dễ sinh được nhiều con trai nhé. Người nào có nốt ruồi ở giữa nhân trung, chủ về dễ lấy được vợ, con trai thì dễ sớm sớm lấy được vợ nhưng mà khó nuôi con. Người nào có nốt ruồi ở dưới nhân trung, chủ về dễ sinh được con gái và dễ sinh được nhiều con gái. Riêng cái bản chất của cái bộ vị nhân trung này nó chủ về con cái. Mình nói sơ qua ba cái điểm đặc biệt đó để mọi người có thể nhận biết được. Tiếp theo xét về ăn uống thì người ta hay nhắc đến cái miệng đúng không? Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết nốt ruồi xung quanh miệng. Nếu người nào mà có nốt ruồi trong môi này này, trong môi, trong vị trí môi thì sẽ hay dính phải chuyện thị phi, lời ăn tiếng nói. Bởi vì do cái lời nói của mình nói ra nó không chuẩn, dễ dính họa vì lời nói nhé. Đây người ta gọi là cái miệng hại cái thân đấy nhé. Thì những người nào mà có nốt ruồi trong môi này này thì phải dè dặt về lời ăn tiếng nói để tránh gặp họa nhé. Còn người nào có nốt ruồi ở mép này, đây trên mép này, trên đây này, trên đây mép, mép phải mép trái này, mép phải mép trái này, ở dưới mép đây này, góc miệng đây này, cũng chủ về người này thì đó là có lộc về ăn uống, có lộc về ăn uống nhé, hay được ăn hay được uống. Còn nam thì sẽ được hay được ăn nhậu, nữ thì sẽ hay được ăn uống, có duyên, có lộc về ăn uống, đại loại là như thế. Nhưng mà cũng hay dính những chuyện thị phi lắm nhé, vì thế mọi người hãy nên cẩn thận những nốt ruồi quanh mép này, nên tẩy đi, trừ là nốt ruồi son. Còn nốt ruồi đen, trừ là nốt ruồi son thì không tẩy, còn nốt ruồi đen thì lên đi tẩy đi nhé, để tránh được những chuyện thị phi nhé, lời ăn tiếng nói. Và một bộ vị cuối cùng mình xin chia sẻ với mọi người đó là cái cằm. Người nào mà trên cằm có nốt ruồi, đa phần là nam, thì sẽ chủ về dễ chơi bời, dễ ăn chơi, dễ sa đọa. Người này ý chí dễ bị lung lay, dễ bị anh em bạn bè lôi kéo nhé, rất dễ hư hỏng. Đấy, những người nào mà có nốt ruồi đen nhỏ thôi, đen to thì còn tùy trường hợp nữa, đen to là có thể là phú quý, nhưng người nào có nốt ruồi đen nhỏ mà đậm thì sẽ chủ về dễ bị anh em bạn bè lôi kéo, dễ hư hỏng nhé. Còn người nào, phụ nữ nào mà có nốt ruồi cũng ở cằm đây, đa phần là 90% đều là xấu hết, chủ về người phụ nữ đó không được chung thủy nhé. Nhẹ thì khắc chồng, mà nặng thì sát chồng, có nghĩa nhẹ thì có thể là gây gổ, xung khắc, cự cãi với chồng nhé, không hợp tính, vợ chồng hay cãi nhau. Nặng thì sát chồng có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó cũng là một điềm báo là cái tuổi thọ của chồng không được cao và chồng sẽ chết trước nhé. Đấy là nốt ruồi trên cằm của người phụ nữ. Còn tùy trường hợp nữa, nhiều bạn hỏi mình là thầy ơi, nếu mà có những con nốt nốt ruồi thịt hay nốt ruồi bằng cũng được, nó đen hay đỏ cũng được, mà tự nhiên có những sợi lông mọc ra, sợi lông mọc lún phún ra nhé,
người nào nốt ruồi có những sợi lông mọc ra. Trong sách Tướng Tàu người ta gọi đó là sơn cách thảo nhé, cái từ ngữ chuyên biệt của nó gọi là sơn cách thảo. Nốt ruồi này đa phần là người nam giữ, nếu người nam này có trên khuôn mặt tất cả bộ vị ở bất cứ chỗ nào cũng được, nếu mà có chủ về, một là được ăn lộc nước, có thể là ăn lộc của nhà nước đấy, có thể làm quan chức cán bộ cấp cao. Mọi người hãy để ý những vị tướng lĩnh nhé, 10 người chắc khoảng đến 6 đến 7 người đều có những cái nốt ruồi này, một ở vùng cổ này, hai là vùng mặt này, đó, nốt ruồi mà có lông mọc ra, đen hay đỏ hay gì cũng được, nổi hay chìm cũng được, nhưng có lông mọc ra đó là sơn cách thảo. Nếu mà là người kinh doanh buôn bán thì sẽ cũng gặp được tài lộc may mắn, có số đại phú đại quý, có thể thừa hưởng được tiền của cải đất đai cha mẹ để lại. Và những người có nốt ruồi này nhé, kinh doanh bất ngành bất động sản rất là phù hợp, đi theo người đó chắc chắn 100% sẽ thành công nhé. Nốt ruồi này đặc cách cho những người mà kinh doanh về mặt mặt hàng ngành nghề đó là bất động sản. Và mình cũng chia sẻ với mọi người vài điều như sau. Mình phát trên YouTube hay là Facebook hay là trên Zalo cũng vậy, sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều vào nói với mình là tất cả đều đã có an bài rồi, mình cứ sống tốt đi thì cuộc đời nó sẽ tốt thôi, còn sống ác thì cuộc đời nó sẽ ác lại với mình thôi, sẽ không tốt thôi. Ông này lên nói tào lao, nói làm gì. Thực sự thì mình chia sẻ cho mọi người những cái điều này đều là do học thuật của tiền nhân để lại, bên Trung Quốc để lại, về xét về tướng pháp đấy, đều là sách của bên Trung Quốc truyền lại qua Việt Nam nhé, qua hàng ngàn năm đô hộ vẫn còn truyền bá lại. Thì đây là một cái học thuật xem tướng, có thể đoán được mệnh, đoán về tuổi thơ ấu này, hiện tại và cả tương lai rất là chính xác. Nên mọi người có thể tin tưởng mà học theo. Và rất nhiều người cũng hỏi mình là tại sao vậy, có cách nào để cải mệnh hay không? Mình cũng nói chỉ có hai cách duy nhất rất dễ làm đấy, đó là thường xuyên lễ Phật, thường xuyên lễ kính Phật, chăm đi chùa lễ Phật, công đức và đền chùa, đó là cái công đức đầu tiên để sau này có thể giàu có đại phú đại quý. Nói có cả nghe đe có người sợ, câu nói mình nói ra có trọng lượng. Và tiếp theo nữa, điều thứ hai đó là chăm giúp đỡ mọi người xung quanh, giúp đỡ những cái mảnh đời còn nghèo khó, những người còn thấp kém hơn mình, giúp đỡ người ta bằng tài vật, bằng tiền tài, nếu không có thể giúp đỡ người ta bằng hành động, sức lực, bằng lời ăn tiếng nói, khuyên ngăn người ta trong những hoàn cảnh khó khăn, khuyên bảo người ta đi theo con đường tốt. Đó là hai cái công đức lớn nhất để có thể cải mệnh được con người. Mọi người hãy nhớ nhé, đó là một công đức lễ Phật, hai là giúp đỡ mọi người xung quanh bằng tiền tài, vật chất, lời ăn tiếng nói. Còn bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, hay muốn mình tư vấn về cuộc đời, xem tướng số, xem vận hạn hay giải hạn, hay là tìm cách cứu nguy cho bạn về chuyện đường tình cảm hay đang gặp trục trặc công việc, tất cả mọi thứ, hãy nhắn tin trực tiếp cho mình qua số điện thoại 07666 23979, hoặc có thể liên hệ qua Zalo cũng là số 07666 23979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng và tư vấn cho mọi người nhé. Hãy cân nhắc nhé. Chào mọi người.